anh em mình được khoảng 4 kg, nói chung là cũng được chứ không có nhiều lắm nha mọi người. Mấy cái sợi kẽm này nó dài không Thái, nó được thước không? Vậy hả? Ừ. Này 1m8 anh ơi. 1m8 luôn hả? Này chị này kéo bộ tại nước nhiều quá à. Để máy chứ kéo máy nó tới 2m mấy này. Con kéo cá này nếu mà bề ngang dài hết chắc khoảng 20 thước nha các bạn. Cái tầm ngang còn những cái cọng sắt này mà để những cái nước mà kéo nó thì nó dài khoảng từ 8. Có thấy bình thường cái côn này là nước nổi mình mới có xài phải không? Bình thường thấy đi côn này khoảng từ sáng 6 giờ tới khoảng 5 giờ chiều mới về nghỉ nha các bạn. Cái đó cái bờ không thấy dạ. Phải nãy mình lấy qua đây được khúc nữa là không dướng ha. Thì cá sẽ thiên nhiên các bạn. Cái này cái nước có sao không á? Nó ướt hả thầy? Đang đó, bỏ chừng nón có đám. Cà phê hả thầy? Ồ, cà phê bự dữ. Ủa cà phê này mà cũng chuối nữa hả thầy? Là thấy cá sẽ thiên nhiên các bạn. Lóc hả thầy? Đầu thái đưa lên cho coi cái thầy. Ồ, quá đã. Phi nữa hả thầy? Ôi, toàn phi bự không luôn. Ủa Thái, là còn có đứa em đi theo ở sau mình vậy, mình đi qua rồi đi lại là sao có cá. Ở bên kia cũng có một người em cũng đi kéo con giống như Thái nha các bạn.
À, hôm nay cánh đồng này thì có hai ghe kéo côn. À, kéo côn cá này thì cũng hơi khó nha các bạn, không phải giống như là mình đặt lờ đặt lú và cá tự vô, mà này là mình phải nhìn để mình thấy cá sôi tim ở chỗ nào đó thì mình mới có lấy cái nơm xuống rồi mình ghim và mình mò. À, lóc. Bình thường này cá lóc chắc cá nhiều hơn cá trê hả thầy? Mà cá trê gì cũng đâu dám bắt nó, nó chích một cái nhất rồi là nhất. Có không thấy? Đây một em cá lóc nữa. Chỗ này hình như nước sâu hơn mấy chỗ nãy hả thấy? À, cách bắt cá bằng côn này rất là hay các bạn. Bình thường kéo côn này thì khoảng tới mùa nổi, nước nổi mình mới thấy được cái cảnh mà bắt cá bằng côn này nha các bạn. Đây khi nước nổi nước tràn bờ đó thì côn này mới có sử dụng để mà bắt cá. Bình thường đang chạy ở trên đồng vậy, nếu mà con cá lóc á, cái tập tính của nó khi nó đụng phải những cái sắt này á, thì nó sẽ chúi xuống và mình sẽ lấy nơm mình úp lại cái chỗ mà xì tim của cá đó rồi bắt đầu là mình mò, thì nếu có cá thì họ sẽ dính các bạn. Cách bắt cá này thì độc đáo lắm, mình cũng không dễ gì mình thấy, tới mùa nước nổi mình mới thấy chứ bình thường không thể nào thấy được nha các bạn. Nãy lần đầu là bị sai chỗ hả thấy? Đốt sai chỗ. Với lại hình như cái côn của bên chiếc xuồng kia nó cao hơn của Thái hay gì á. Kiểu như cái đầu xuồng á nó nổi lên quá. Con cá phi nào, con cá phi nãy nó biết nói luôn á. Không có hả thầy?
Như này bình thường Thái đi là giấc sáng nó cá nó nhiều hơn bữa trưa hay là bữa trưa nhiều hơn bữa sáng? Trưa nhiều thôi. Rồi còn mấy bữa trời mưa làm sao? Trời mưa thì cũng bắt bình thường á. Vậy. Nhưng mà như bữa nay nước còn lớn lắm phải không Thái? Nay đỡ gió hơn. Qua gió chạy về không đi luôn á. Nếu mà gió lớn quá mình chạy ngược về hao xăng ha. Khi cá đã sôi tim thì mình cũng lại một phép nhanh nhau với các bạn. Không phải là mình lại là mình biết chỗ nó liền. À, tính ra con này bự. Và con nó nhìn thấy đã. Chờ xin. Nghĩ tay ông đánh mì luôn đi Thái ơi. Anh trước đi, trước em mới. Ví dụ đi bình thường rồi trưa mình về ăn cơm rồi chiều mình mới đi tiếp hay sao, hay là ráng đi tới chiều luôn? Ăn cơm. À có đem cơm theo hả? Cũng đầy đủ đồ nghề hết ha. Có đem thêm xăng nữa ha. Tự nhiên tới chỗ này chim yến quá chừng luôn nha các bạn. Dạng quá. Chim yến bay gần mình không. Oh, quá chừng luôn. Cứ lần nhảy xuống lượm đựng em vậy là vui ha Thái ha. Này giống như mình lên xuống là mình nghiêng nó bị vô quá không? Nhiều hơn năm rồi đúng không Thái? Nhiều lắm rồi. Chào mọi người nha, hôm nay anh em mình đi thì nói chung là được khoảng 7 con cá phi. Con được khoảng cỡ nửa ký nha mọi người. À, còn cá lóc thì anh em mình được khoảng 4 ký. Nói chung là cũng được chứ không có nhiều lắm nha mọi người. Thôi clip rồi cũng dài rồi, thôi mình cũng xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người xem clip luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt
felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.